Mến chào toàn thể anh em. Hôm nay mình ghép được cái bộ loa âm ly băng cối kết hợp cả nghe CD đều rất là hay mà giá cực kỳ thơm nha. Đây là đôi loa Akven khung tranh của Mỹ. Đôi loa được anh em rất là yêu thích bởi vì nó ngon, bổ rẻ, nghe được CD, băng cối đều rất là tốt và tiếng chi tiết. Mình đang ghép nó vào âm ly Concept 2.5. Rất là hợp, anh em thoải mái nghe CD với lại cả băng cối luôn. Đây là con đầu băng cối Tech A2050. Con này thì chạy băng 7 nhưng mà được cái là chạy 2 chiều. Máy hoạt động ngon, chi tiết rất là hay. Thì chọn cái bộ 3 món kiểu như thế này ở bên mình chỉ có 22 triệu thôi. Với 22 triệu anh em sở hữu cái bộ này, trưng bày đạp nghe hay, nghe được cả cối, nghe được cả CD. Xin mời anh em thưởng thức chất âm của bộ sản phẩm này ha. Mặt mà
Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ trung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi người ngoảnh mặt mà đi. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi người ngoảnh mặt mà đi.